Family and Friends, Special Edition, Grade 4. Review 1. Check out your student book. Hôm nay chúng ta sẽ bước sang một bài ôn tổng thể. Đó là Review 1. Chúng ta sẽ ôn từ Unit 1, Unit 2 cho đến Unit 3. Những phần chúng ta ôn bao gồm những cái gì? Thứ nhất, Vocabulary, Grammar and Phonics. Vậy, chúng ta bắt đầu bài ôn ngày hôm nay nhé. Now, let's have a look back the flags and the countries with me. Bây giờ chúng ta cùng ôn với thầy các quốc gia và các lá cờ nhé. Korea, nước Hàn Quốc. Việt Nam, đất nước của chúng ta. Mexico, nước Mexico. Thailand, nước Thái Lan. Australia, nước Úc. The USA, nước Mỹ. Brazil, nước Brazil. Now, next, we have the seasons in a year. Kế đến, chúng ta cùng ôn lại các mùa. Spring, mùa xuân. Summer, mùa hè. Fall, mùa thu. Winter, mùa đông. Seasons, các mùa nói chung. And now we have some activities, or you can say hobbies. Và đây là các hoạt động mà chúng ta cũng có thể nói là các thói quen hay là sở thích của chúng ta làm trong thời gian rảnh. Chúng ta cùng ôn nhé. Read comics, đọc truyện tranh. Do gymnastics, tập thể dục dụng cụ. Play chess, chơi cờ. Fish, câu cá. Play basketball, chơi bóng rổ. Take photos, chụp ảnh. Play volleyball, chơi bóng chuyền. And now continue with some other activities. Bây giờ chúng ta tiếp tục có thêm một số hoạt động nữa nhé. Play the guitar, chơi đàn guitar nè. Shop, mua sắm. Cook, nấu ăn. Play the piano, chơi đàn dương cầm. Visit family, thăm gia đình. Now we have some equipment in your house. Và đây là một số trang thiết bị ở trong nhà và những hành động liên quan đến những thiết bị đó. TV, máy thu hình hay ta còn gọi là TV. DVD player, máy chiếu đĩa phim hoặc là đĩa nhạc. CD player, máy hát đĩa. MP3 player, máy hát nhạc MP3. Camera, máy chụp ảnh. Turn on, bật lên. Turn off, tắt đi. And now, these are collections. Và đây là những bộ sưu tập chúng ta đã từng học. Posters, affix hay là tranh khổ lớn. Postcards, bưu ảnh. Pins, huy hiệu. Shells, vỏ sò. Collection, bộ sưu tập. And now, with the phonics we have. Và đối với phần ngữ âm thì chúng ta có những âm nào mà chúng ta đã học qua? Gr, crayon. Br, brush. Sp, spoon. Sn, snake. Dr, drink. Pl, play. Vậy là chúng ta có 6 âm. Cùng ôn lại nhé. Gr, br, sp, sn, dr, và cuối cùng là pl. Ở phần ngữ âm kế tiếp, chúng ta cùng ôn các âm. Âm A, chúng ta có face, space. Âm I, chúng ta có kite, bike. Âm O, chúng ta có verb, stall. Và âm U, chúng ta có June, cube. Ở phần ngữ âm kế tiếp, chúng ta có âm R với các chữ như car, park, shark, star. Và cuối cùng là scarf. Ở phần cấu trúc câu thì chúng ta
chắc còn nhớ. Đó là nói về quốc gia thì chúng ta có mẫu câu hỏi người nào từ đâu đến. Với bạn của mình đối diện thì mình sẽ hỏi bằng mẫu câu Where are you from? Và trả lời là I'm from. Và với một người khác, nếu đó là một người đàn ông, thì mình sẽ hỏi là Where is he from? Và mình trả lời He's from. Và đối với người phụ nữ thì mình có cấu trúc câu Where is she from? Và câu trả lời She's from. Và khi hỏi về nhiều người thì mình sẽ hỏi Where are they from? Và mình trả lời They are from. Sau đó mình sử dụng tên các quốc gia để ghép vào mẫu câu. Đối với mẫu câu nói về sở thích, sử dụng động từ like thì chúng ta cũng đã học qua rồi. Và chúng ta ghi nhớ sau động từ like thì các hoạt động đó, tức là các động từ sẽ được thêm ing. I like reading. He likes reading comics. Câu hỏi thì chúng ta sẽ dùng do đặt đầu câu đối với chủ ngữ you. Và đối với chủ ngữ he, she thì chúng ta sẽ dùng does. Chúng ta cùng ôn lại nhé. Đối với các trang thiết bị, ở bài này chúng ta đã học về điều gì? Chúng ta đã học về các tính từ sở hữu your của bạn, our của chúng tôi, their của họ. Và chúng ta còn nhớ không? Các tính từ sở hữu luôn luôn đi kèm với một danh từ đứng phía sau. Khi dịch nghĩa, chúng ta sẽ dịch ngược. Your CD, đĩa CD của bạn. Our camera, máy chụp ảnh của chúng tôi. Their CD player, máy hát đĩa của họ. Chúng ta còn học một mẫu câu nữa, đó là mẫu câu Can I, can he, can she, can they, để xin phép. Và nếu người ta cho phép, người ta sẽ trả lời Yes, you can. Hoặc là không, no, you can't. Chúng ta chú ý nhé. Ở bài này, chúng ta còn học một mẫu câu nữa, đó là can you. Có please ở cuối câu, các em còn nhớ không? Để nhờ ai đó làm một việc gì đó giúp mình. Now, let's go to the first part at page 26. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần ôn đầu tiên nằm ở trang 26 các em nhé. 1. Complete the crossword. Hoàn tất ô chữ. Ở đây, chúng ta cùng nhìn vào chân thứ nhất, hàng dọc. Postcards. Postcards. Người ta đã hoàn tất cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục với hàng dọc ở hình số 2. Ở hình số 2 là các huy hiệu. Vì vậy, chúng ta có cột số 2 là pins. Pins. Tiếp tục với hình số 3. Số 3 là hai bạn trai đang ngồi làm gì? Câu cá. Vậy hàng ngang số 3 sẽ là chữ fishing. Fishing. Ở hình số 4, cây cối được gió thổi và lá bay. Vậy đó là hình của mùa gì các em? Fall. Fall, mùa thu. Ở hình số 5, các em biết nội dung hình số 5 không? Bạn gái đang làm gì? À, đang nấu ăn. Vậy, ở cột số 5 sẽ là chữ gì? Các em đoán ra chưa? Cooking. Cooking. Và ở hình số 6 là chiếc máy chụp hình. Và đó là camera. Camera. Ở hình số 7, hoa nở khắp nơi, chim chóc bay trên trời. Vậy đó là mùa gì trong năm các em? Spring. Spring. Và ở hình cuối cùng, hai người phụ nữ vừa bước ra từ một trung tâm mua sắm. Hai tay là hai cái túi đựng đồ. Họ vừa đi mua sắm. Shopping. Shopping. Two, write the correct words. Bây giờ chúng ta cùng đọc qua đoạn văn và điền những chữ ở trong khung vào đoạn văn. Anna is 9. She's from Australia. Australia is a beautiful country.
chữ country đã được điền cho chúng ta. Bởi vì ở đây chúng ta thấy Australia là đất nước. Vì vậy, chữ liên quan là country. Anna likes living in Australia. Her favorite is summer. Ở đây chúng ta thấy summer. Chữ nào liên quan đến summer nào? Season. Her favorite season is summer. Mùa ưa thích của cô ta là mùa hè. Anne likes volleyball. Chúng ta thấy ở đây có volleyball. Vậy thì động từ gắn liền với lại volleyball là gì các em? Playing. Anne likes playing volleyball on the beach. She doesn't like một hoạt động khác. Fishing. She likes. Ở đây chúng ta thấy có chữ photos. Chắc em đoán ra được động từ gì rồi đúng không? She likes taking photos. Mà khi cô ta chụp hình thì cô ta phải có một cái dụng cụ gì? She has a great camera. She has a great camera. 3. Read and write T for true or F for false. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào hình ở trong sách và xác định rõ tên và quốc gia mà các bạn đến bằng cách nhìn vào lá cờ được dán ở trên cái bàn trước vị trí của mỗi bạn. Ở đây chúng ta có thể nhìn vào và chúng ta xác định được Billy, the USA, Kate and Megan, Australia, Rosa, Mexico, Bloy, Thailand, Lucas and Bruno, Brazil, and Nam, Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng nhìn những thông tin từ câu 1 cho đến câu 6 để xác định xem thông tin đó là đúng hay sai nhé. Number 1, Nam is from Mexico. False. Chúng ta thấy bạn Nam đến từ nước Việt Nam chứ không phải đến từ Mexico. 2. Lucas and Bruno are from Brazil. True. Chúng ta thấy đúng rồi đúng không? Lucas và Bruno thì đến từ đất nước Brazil. 3. Billy is from Korea. False. Billy đến từ Mỹ chứ không phải đến từ nước Hàn Quốc. 4. Rosa is from the USA. False. Rosa có phải đến từ Mỹ không? Không. Cô ấy đến từ đất nước Mexico. 5. Kate and Megan are from Australia. True. Đúng rồi. Kate và Megan thì đến từ nước Úc. 6. Bloy is from Thailand. Right. Bloy thì đến từ đất nước Thái Lan. Now, let's move to the next part at page 27. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển qua phần kế tiếp nằm ở trang số 27. Các em cùng làm với thầy nhé. 4. Write. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào biểu đồ mà người ta cho ở trong sách. Trên biểu đồ này chúng ta thấy có 5 nhóm bạn. Duy, Lý và My, Oanh, Lâm và Nam và bạn Xuân. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng 4 động từ ở trong khung like, likes, don't like và doesn't like để điền vào các câu bên dưới. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào đâu? Chúng ta sẽ dựa vào mặt cười và mặt mếu ở trên khung biểu đồ. Chúng ta cùng quan sát nhé. Nếu mặt cười thì chúng ta sẽ điền like hoặc là likes. Nếu mặt mếu thì chúng ta sẽ điền don't like hoặc là doesn't like. Chúng ta cùng quan sát với thầy nhé. Câu số 1. Duy likes playing volleyball. He doesn't like fishing. Bây giờ chúng ta cùng qua câu số 2. Lý và My. Chúng ta quan sát hai hoạt động
của hai bạn này. Đó là doing gymnastics và playing the piano. Chúng ta cùng sửa nhé. Lee and me don't like doing gymnastics. They like playing the piano. À, chúng ta cùng quan sát vào hai khuôn mặt cười và khuôn mặt méo thì chúng ta thấy Lee và me không thích tập thể dục dụng cụ. Họ lại thích chơi đàn dương cầm. 3. One likes reading comics. She doesn't like playing chess. One thích đọc truyện tranh. Cô ấy không thích chơi cờ. Number 4. Lâm and Nam like taking photos. They don't like playing the guitar. Lâm và Nam thích chụp ảnh. Họ không thích chơi đàn guitar. 5. Xuân likes cooking. She doesn't like shopping. Xuân thích nấu ăn. Cô ấy không thích mua sắm. Các em cùng dò lại nhé. 5. Read and write the numbers. Ở đây chúng ta ôn lại mẫu câu can I, can we để xin phép. Chúng ta nhìn vào tranh và nhìn vào nội dung của câu để chúng ta nối và ghi cho đúng. 1. Can I use your MP3 player? Tôi có thể sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn không? Number 2. Can we have some cakes? Chúng tôi có thể dùng một ít bánh ngọt không? Number 3. Can we watch our DVD? Chúng tôi có thể xem đĩa DVD của chúng tôi được không? And number 4. Can I play with them? Tôi có thể chơi với chúng không? Bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Number 1. C. Can I use your MP3 player? Ok, chúng ta có thể nhìn thấy máy hát nhạc MP3 nằm ở trên cái ghế. Đúng không? 2D. Some cakes. Hai bạn gái đang xin phép mẹ để ăn các bánh ngọt ở trên bàn ăn. 3A. Bạn trai giơ cái đĩa DVD lên và xin phép mẹ chiếu. 4B. Và cuối cùng, bạn nam xin phép bố để đi ra chơi cùng với các bạn của mình. 6. Read and complete the words. Và sau đây chúng ta hoàn tất phần ngữ âm với các âm mà chúng ta đã học qua. Gồm có âm gì? Âm A, âm I, O và U. Number 1. I can ride a bike. Number 2. It's a cube. Number 3. My jump rope is very long. Number 4. Look, this toy is from space. Number 5. The dog is sitting on a big stool. Today we have just reviewed from Unit 1 to Unit 3 the vocabulary, the grammar and the phonics. Hôm nay chúng ta đã ôn các nội dung từ bài số 1 đến bài số 3. Vậy bây giờ chúng ta cùng lấy sách bài tập ra và hoàn tất bài tập cho thầy ở trang số 26 và trang số 27 phần Review 1 các em nhé. Bài giảng đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em làm bài thật tốt. Goodbye, see you next lesson.